Đâu là những cái chỉ dấu cho mình thấy rằng mình nên đi tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ một chuyên gia tâm lý, chứ không phải là chỉ đọc sách self-help hay là xem những cái livestream như bây giờ để tự hỗ trợ bản thân mình, mà mình cần một sự hỗ trợ chuyên nghiệp và bài bản hơn. Chị nghĩ là cái đầu tiên nó sẽ phải đúng với tất cả mọi người cho dù mình đang ở trạng thái nào. Đó là thường thì chị thấy những người mà đi tìm kiếm tham vấn và trị liệu tâm lý là những người mà sẽ ưu tiên cái đời sống tâm lý của mình thì mới có hành động. Đó là điều đầu tiên đã. Còn nếu một ai đó luôn luôn cảm thấy là có gì đâu, có sao đâu, tôi vui một tí là được, chơi kia đi, và luôn luôn có cái cơ chế mang tính phân tán mình ra khỏi nỗi đau khổ, thì thường thực sự mà nói chị không nghĩ là, cho dù ở bất kỳ một trạng thái nào thì mọi người cũng sẽ không đi tìm. Thế thì bây giờ chị sẽ nói vào nhóm những người mà thực sự quan tâm đến sức khỏe tâm lý đã nhá. Mà không phải thực sự, chị chỉ có thể nói vào nhóm này là những người mà có khả năng sẽ tìm kiếm một sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Thì mình có thể tạm chia thành cái trạng thái của mình thành 3 cái khoảng. Cái khoảng đầu tiên đấy là nhìn chung bọn mình khỏe. Có thể nói là khoảng 80% thời gian của mình cảm thấy khá là ổn. Có thể tính bằng 2 tháng đi, để cho bọn em dễ ha. Và mình cảm thấy tương đối là ổn, mọi thứ mình vận hành tốt, mối quan hệ nhìn, tất nhiên vào lúc này lúc khác, nhưng mà nhìn chung là bọn mình có thể giải quyết được nó. Cảm xúc của mình nó ở trong cái trạng thái mà từ 50% đến 100%, ít thi thoảng mà nó rơi xuống. Chỉ trừ khi là có những chuyện kiểu buồn giận hay là những cái cuộc tranh luận trong công việc vân vân thì có thể mình xuống một chút, nhưng mà nhìn chung là mình có thể kéo mình lên. Thì và thông qua những cái hoạt động thông thường thôi, ăn ngủ nghỉ, tập thể thao, chơi bạn bè thì mình hồi lại được. Thì chị nghĩ là đây là nhóm lý tưởng nhất, và hầu như tất cả bọn mình thì đều muốn ở trong cái trạng thái đó. Một cái nhóm cực ngược lại đấy là nhóm mà thực sự là các bạn đã có vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần rồi. Thực sự là bạn cảm thấy mình cái nỗi cô đơn nó không còn chỉ là việc mà mình không có một người bạn đi ăn cùng mình hay là uống rượu cùng mình nữa, mà thậm chí là mình còn cảm thấy là sự cô đơn này nó hiện diện ngay trong việc mình có những người xung quanh luôn. Mình trong cái nghề của chị có một cái từ gọi là mình cảm thấy mình không vận hành tốt nữa trong các lĩnh vực sống của mình, học không có hiệu quả, làm việc cũng không có được, các mối quan hệ thì cứ gãy vỡ. Những việc mà mình có thể dường như rất là dễ dàng để làm, thậm chí ăn ngủ nghỉ mình cũng không giữ được nữa. Thì nhóm này thường là nhóm mà chị có thể gọi là nhóm bệnh lý, cho dù là từ nhẹ đến nặng. Và thông thường nhỏ với nhóm mà có các vấn đề bệnh lý này như trầm cảm lo âu hay là bipolar, tức là lưỡng cực, hay là lâu xã hội vân vân, ám ảnh vân vân, rất là nhiều thứ. Thì thường nhóm này thì nếu mà mọi người chăm chú thì sẽ thấy nó sẽ xuất hiện với mình ở giai đoạn trước rồi và đã không được trị liệu, cho nên bây giờ nó mới thành bệnh lý. Bởi vì rất là nhiều các vấn đề liên quan sức khỏe tâm lý của mình là nó được khởi phát từ thời bọn mình vị thành niên mà đã không được trị liệu sớm. Thế còn một cái nhóm ở giữa, một cái phổ màu mà nó không hẳn là trắng hoặc đen, thì chị nghĩ là nó có thể được coi là ranh giới. Thì ở nhóm này thì có bạn thì sẽ hơi chơm chớm, có khoảng 50% những ngày mình cảm thấy ổn, 50% mình vẫn làm được mọi việc, hoặc là trong những lĩnh vực sống của mình bao gồm cả mối quan hệ yêu đương, tình cảm, bạn bè, gia đình các thứ, thì có khoảng 2-3 lĩnh vực có vấn đề thôi, còn lại 2-3 vẫn được, lĩnh vực vẫn rất ok đó. Hoặc là nó liên quan đến phát triển bản thân, như là Trang có nói, đó là em tự nhiên em cảm thấy là đúng rồi, quá khứ nó tìm về em trong cái thời điểm mà em phải chấp nhận cái, là mình đã có một cái dự án mà mình phải chia tay với nó. Rồi ngay tại hiện tại đây, quá khứ thì tìm kiếm, tương lai thì không rõ. Và cái giai đoạn này là giai đoạn mà rất dễ bọn mình, nó giống như kiểu là hệ miễn dịch đang bị lung lay ấy. Cho nên là nếu như mà mọi thứ không sao, thuận lợi không sao, yêu đương vẫn đang ổn, mối quan hệ xung quanh vẫn ổn, thì có vẻ như vẫn đang ổn. Nhưng nếu như mà có thêm, đúng không, cái chị thêm những cái gạch đá hoặc thêm những cái gì đó, một bài blog mình viết lên lại bị mọi người chê bai vân vân,
thì lúc ấy mình sẽ cảm thấy rất là lung lay sao động, mà gần như là mình cứ ngây ngây ốm, có thể dùng từ như vậy, là khỏe nhá, ốm và ngồi trạng thái cứ ngây ngây ốm. Nó không hẳn ốm hẳn trông như giả vờ ấy. Thì chị nghĩ đấy chính là một cái điểm mà mọi người có thể nhận diện. Thì trên thực tế thì chị thấy là ở cái đoạn mà bệnh lý mà tự khỏi là thấp. Ở giai đoạn cái đoạn ranh giới ấy thì chị nghĩ rằng là có rất nhiều người tự trải qua nó mà không tìm kiếm cái một cái sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Nhưng với có rất nhiều người thì chọn cái tham vấn trị liệu chuyên nghiệp, thì thường cái đoạn trải nghiệm đấy của mọi người ấy, nó chị nghĩ là với có sự hỗ trợ mà nếu mà thực sự đúng đắn ấy thì nó sẽ rút ngắn lại và nó sẽ sâu sắc hơn. Sâu sắc hơn ở đây trong cái giai đoạn đấy thôi nhá. Còn chị nghĩ rằng là khi mà mình đã qua nó, ví dụ bạn này thì đi mất khoảng 3 tháng đến 6 tháng, bạn kia đi mất 5 năm thì nó vẫn đều sâu sắc cả, không thể so sánh được. Nhưng 3 tháng, 6 tháng đấy của cái bạn mà đi tìm tham vấn trị liệu thì chị thường cảm thấy được cái điều đấy. Cái sự ngộ ra và cái khoảnh khắc đấy ấy, nó kiểu giống như kiểu là wow, kiểu ôi sao đường nó sáng choang đấy. Đấy thì chị có thể tạm chia như vậy để mọi người có thể nhận diện được vấn đề của mình, cũng như là cân nhắc đến việc là mọi người có tìm đến một cái sự hỗ trợ chuyên nghiệp hay không. Bản thân em cũng thấy cái đấy rất là rõ ràng ở mình. Đấy là em học tâm lý từ năm lớp 11. Tức là mình cũng đọc rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng một số vấn đề nó là mình. Nó rất là dễ để mình đọc ở trên giấy, rồi mình xem phim, rồi hoặc là mình đọc câu chuyện ai đấy, mình sẽ đây là vấn đề của anh chị này. Nhưng mà khi đến vấn đề của mình, sẽ có những cái vấn đề mà mình nó đúng là nằm trong điểm mù. Và mình sẽ mất rất 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 lâu để mình phát hiện ra được điều đấy. Trong khi em thấy đúng là mình đi tham vấn trị liệu thì cái tiến trình nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Em không bao giờ nghĩ mình lại đi qua cái thời gian nghỉ việc một cách nhẹ nhàng. Một cách nhẹ nhàng như thế. Mà mình học được rất là nhiều về bản thân mình. Và em nghĩ ở đây cũng là một cơ hội để mọi người tái định nghĩa lại như thế nào là bình thường. Bởi vì như chị nói rằng, những cái người mà đang ở khoảng ngây ngây ốm ấy, rất nhiều người nghĩ cái cảm giác đấy là cảm giác bình thường. Ai mà chẳng ốm, ai mà chẳng buồn, ai mà chẳng cô đơn, ai mà chẳng bố mẹ chửi, ai mà chẳng cảm thấy khó chịu về bản thân mình. Nhưng mà thật sự chỉ có mình mới cảm nhận được là cái mức độ. Ví dụ đều là hai người đều đang cảm thấy tiêu cực và cảm thấy chán nản. Nhưng chỉ có mình mới cảm nhận được là cái mức độ chán nản của mình nó đang nằm ở đâu. Mình đang có những suy nghĩ tự vẫn hay là mình đang có những suy nghĩ mọi người tạm gọi là nghĩ quẩn đi. Thì đúng là chỉ có mình mới biết được. Và ở đây thì nó cũng là một lời mời để các bạn thử nghĩ lại xem là những cái trải nghiệm các bạn đang đi qua nó có thật sự bình thường như các bạn nghĩ không, hay như chị Nga vừa nói, nó đang làm cái khoảng ngây ngây ốm rồi, thậm chí có khi còn ốm thật rồi, nhưng mà vì mình sống trong một môi trường mà quá nhiều người ốm, thế nên mình không biết đâu là ốm và đâu là mạnh khỏe nữa. Cho đến khi mình gặp một người nào đấy thật sự mạnh khỏe. Nhưng mà em thấy cái cơ hội này nó cũng rất là hiếm. Bởi vì như em thì em cảm giác như là mình đúng là mình ở tâm trạng nào thì mình sẽ thường thu hút những người như thế. Ví dụ mình tiêu cực, mình thích hóng drama thì thu hút những người như thế. Rất là khó để mình gặp một người khỏe. Thực ra thì liên quan đến cái giai đoạn ngây ngây ốm ấy, nó có những yếu tố liên quan đến thực tại và hiện tại, tức là yếu tố môi trường rồi mình đáp ứng với nó. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta, tất cả chúng ta thì đều trở nên nhạy cảm và dễ bị ốm hơn. Và trong cái giai đoạn mà khoảng từ mười mấy cho đến khoảng dưới 30. Luôn có tâm lý tự vẫn và luôn suy nghĩ sẽ hại người khác. Mình tự đặt ra một câu hỏi là liệu mình có bị khùng không? Lúc nãy chị có nói rằng là mọi người chúng ta thì về cơ bản là sẽ khác nhau. Và ai thì cũng làm chủ cái cuộc sống của mình. Nhưng mà trong tâm lý học thì và đặc biệt là những thứ liên quan đến về vấn đề rối loạn tâm lý, liên quan đến sức khỏe tâm thần, thì có một khái niệm mà mình rất là muốn mọi người nhận diện, đó là liệu cái thứ mình nghĩ hoặc cái thứ mình làm nó có đang mất chức năng hay không. Thì cái mất chức năng tức là gì? Tức là thông thường một cái thứ bọn mình sinh ra là để sống, đúng không? Bọn mình vận hành này, bọn mình đi học này, bọn mình đi làm này, bọn mình có các mối quan hệ này. Nhưng mà khi mà
lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của mình nó không vận hành được đúng như bình thường như vậy, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là bọn mình đang cần sự giúp đỡ. Thì trong trường hợp này thì một cách tự nhiên và vận hành với đời sống con người thì chúng ta sẽ không tự hại bản thân. Chúng ta có thể nghĩ đến, nhưng về mặt hành động chúng ta sẽ không làm, đúng không? Đôi khi chúng ta rất là tức giận vào ai đó và chúng ta có thể nghĩ đến giá mà mình có thể làm được cái gì đó với người kia, nhưng mình không làm thì vẫn được coi là chưa đến mức là mất chức năng. Tuy nhiên nó đã là những dấu hiệu đầu tiên cho mình thấy là mình có thể đang cần sự giúp đỡ. Xuyên suốt câu trả lời này của chị và câu hỏi ở phía trên là cái cụm từ mất chức năng, đó là một cụm từ mình nên sử dụng thay vì những cái cụm từ khác như là bị điên, bị khùng hay là hoặc là tích cực tiêu cực, đúng không? Hoặc là tích cực tiêu cực. Bởi vì rất nhiều người đau khổ nhưng họ vận hành rất là tốt. Họ đang phải sống trong đau khổ nhưng họ vẫn đang vận hành được. Hoặc họ vẫn đang nỗ lực rất là nhiều và học hỏi rất là nhiều để tiếp tục vận hành được, đúng không? Còn có những người thì sẽ bị mất cái khả năng vận hành đó trong những cái như vậy, và đó chính là những người mà cần sự giúp đỡ. Vậy thì mình có thể tìm được cái dịch vụ tham vấn trị liệu này ở đâu? Bởi vì có bạn cũng chia sẻ rằng bạn ấy tìm đến sự trợ giúp thì lại gặp trực tiếp của bác sĩ tâm thần dùng thuốc luôn chứ không phải chuyên gia tâm lý trị liệu. Thì hy vọng là qua series Vui Lên Bạn Ơi, các bạn cũng sẽ tìm hiểu về các tiếp cận trị liệu khác nhau, và trong đấy có cả tiếp cận trị liệu về thuốc nữa. Còn buổi hôm nay thì mình mong chị Nga sẽ chia sẻ về những cái tips, những cái lời khuyên, những cái câu hỏi các bạn có thể tự đặt ra để tìm cho mình một chuyên gia tham vấn trị liệu qua giao tiếp bằng lời nói một cách phù hợp nhé. Thực ra thì giống như tất cả mọi ngành thì phải là trong ngành thì mới biết được tỏ nhau. Thế nên với tư cách là một thân chủ tương lai, các bạn là một khách hàng, thì chị nghĩ là có một vài cái dấu hiệu nó khá là hiển hiện để mọi người có thể xem liệu cái người này có hợp với mình hay không. Bởi vì là tìm kiếm một người phù hợp, giống như mọi người nói là không có tốt nhất, chỉ có phù hợp với mình hay không ấy. Đó thì chị nghĩ là phù hợp nhất thì là tốt. Thì ít nhất là chị nghĩ là có một số cách để mọi người có thể xem. Thứ nhất là có thể chị là người khá là quan tâm đến cảm giác và trải nghiệm của khách hàng, vì thế chị rất là đặc biệt coi trọng cái không gian mà diễn ra cái tham vấn trị liệu. Nó có đủ an toàn hay không, nó có đủ sáng hay không, nó có đủ cái yếu tố về màu sắc. Thậm chí là chị còn gần như là loại bỏ những cái mùi mang hương liệu rất là nặng, để bởi vì có rất là nhiều bạn bị ngợp bởi mùi. Thế thì chị chia sẻ cái này bởi vì chị muốn nói là thực ra các bạn có thể nhìn ngay cái không gian ấy mà một nhà tham vấn trị liệu họ mời bạn vào ấy, hoặc là họ sẵn sàng cho bạn được biết ấy, thì bạn có thể cảm nhận được phần nào cái tiếp cận rồi, và xem là cái hơi hướng nó có phải gần gũi với mình hay không. Vì chị có một bạn khách hàng trước đây có chia sẻ với chị cái cảm giác mà bạn ấy đã từng cảm thấy không thể thở được khi bạn ấy đi vào một cái mặc dù thì chị không nói là cái đó là tốt hay không tốt nhá, nhưng tóm lại thì cái nơi đầu tiên mà bạn được giới thiệu đến thì ở đó mọi người có trị liệu bằng mùi hương và thôi miên, vì thế nó set up khá là ánh sáng nó không phải là sáng rực, đúng không, mà không nhiều ánh sáng trời, và mùi thì rất là đặc. Thì bạn ấy tự với là một cái cơ địa là một người siêu nhạy cảm về mặt mùi, và bạn ấy lại có một cái trải nghiệm không được an toàn là liên quan đến quấy rối tình dục nữa, cho nên khi bước chân vào cái không gian đấy thì bạn ấy cảm thấy bị sợ hãi luôn. Thế thì đấy là một ví dụ để mọi người có thể thấy là nghĩ rằng có những người sẽ cảm thấy thích điều đấy. Cái không gian giống như phòng nó có thể có nến, có hương, nhưng mà có thể bạn ấy mới là người biết rõ nhất là cái không gian như thế nào thì các bạn sẽ thấy dễ chịu nhất. Thì chị nghĩ là không gian là một cái dấu hiệu nó khá là dễ để bọn mình nhìn thấy. Cái thứ hai thì chị nghĩ là cũng khá là quan trọng, đó là cái thực ra tiếp cận như lúc nãy chị nói về mặt khoa học thì có thể mọi người sẽ khó, nhưng mà ít ra thì những cái kinh nghiệm làm việc cũng như là cái lĩnh vực hoặc cái thế mạnh của cái người làm tham vấn trị liệu ấy. Ví dụ bạn là một cá nhân ở lứa tuổi này thì bạn sẽ biết là cái người đó có cung cấp dịch vụ tương tự hay không, hoặc có nhiều kinh nghiệm về cái dịch vụ tương tự hay không. Hay là khi bạn tìm người làm tham vấn cho cặp đôi hay là gia đình thì cũng tương tự như vậy. Đó.
thì tức là cái gọi là cái tính chuyên gia của cái người đấy thì đang nghiêng hơn về cái lĩnh vực nào. Vì chị thực sự tin rằng là không có ai làm được với tất cả các khách hàng đâu, mà cũng sẽ phải làm với khách hàng mà phù hợp nhất với mình. Thế còn điểm thứ ba chị nghĩ cũng khá là quan trọng đối với các bạn, thì đó là liên quan đến chi phí. Thực ra thì chị nghĩ là tại vì bọn mình đang ở trong giai đoạn lập thân đúng không? Thế cho nên là đương nhiên chi phí sẽ là một thứ mọi người sẽ cân nhắc rất là nhiều. Tuy nhiên thì quay lại chuyện là mình sẵn sàng ưu tiên đến đâu với sức khỏe tâm lý của mình, thì mình sẽ xem là mình sẵn sàng đầu tư đến đâu. Đối với và thứ hai nữa là chi phí nó còn liên quan đến tiếp cận ngắn hay dài nữa. Chỉ là ví dụ như là đối với cái tiếp cận mà liên quan đến giải quyết vấn đề hoặc là tham vấn CBT trị liệu thì thường mọi người hoàn toàn có thể làm trong vòng 6 buổi. Nhưng nếu mọi người đi về phân tâm chẳng hạn thì mọi người có thể đi hàng năm. Cho nên mặc dù có thể là giá thì nó có thể thấp hơn, nhưng mà trên thực tế cái tổng chi phí mà mình trả lại cao hơn rất là nhiều. Cho nên cái tính hiệu quả, khi mà nói đến chi phí thì chị muốn nói đến tính hiệu quả của cái quá trình tham vấn trị liệu đấy tương ứng với cái chi phí mà mình bỏ ra, chứ mình cũng không nhất thiết phải nhìn vào từng buổi để mà mình cân nhắc. Tức là ngay khi mình gặp nhà tham vấn thì mình có thể hỏi họ về những cái vấn đề mà họ có thể giải quyết, đó là vấn đề nông hay sâu, và với cái tiếp cận mà họ dùng để giải quyết vấn đề đấy thì khoảng bao nhiêu buổi thì họ sẽ giải quyết được. Đúng rồi. Mình cũng có thể hiểu được là với số tiền này tôi bỏ ra thì tôi giải quyết được bao nhiêu phần trăm vấn đề với người có chuyên môn hay lĩnh vực như thế nào. Thì thường thì chị nghĩ là để mọi người thực sự biết được là người có phù hợp hay không thì mọi người vẫn cần phải thử. Thì thường thường thì đối với công việc này thì mọi người các nhà tham vấn trị liệu thì sẽ cần tôi khoảng 1-2 buổi để mà xác định được vấn đề và thống nhất cái mục tiêu để làm và những thứ mà mình sẽ cam kết để làm việc với nhau. Thì có chị biết rất là nhiều bạn bởi vì bạn chuẩn bị đi du học, bạn chỉ có 6 tuần ở đây thôi, và bạn sẽ bảo là em có 4 vấn đề nhưng em sẽ muốn ưu tiên 2. Đúng không? Và đấy là một cách rất là hay để mà mình biết rằng là mình sẽ giải quyết cái gì trước, cái gì sau và vân vân. Và cái điều đấy nó là một cái chị nghĩ là quan trọng cực kỳ, đặc biệt với những bạn nào mà rất là coi trọng việc được trao quyền. Bởi vì đối với cái tiếp cận khác nhau thì cái tính trao quyền nó sẽ khác nhau. Thì cái việc mà một người đến tham vấn trị liệu và được hướng dẫn để xác định mục tiêu và chọn ưu tiên mục tiêu ấy thì đã là một bước mình đã học được rất là nhiều rồi, đúng không? Thì mặc dù mọi người hay nói là ủa mấy buổi đầu là để tìm hiểu thôi mà sao lại phải kia, nhưng không, nó không chỉ đơn giản như vậy. Nó không đơn giản chỉ diễn ra việc lắng nghe, nó diễn ra một cái quá trình mà bọn mình sẽ thiết lập cái mục tiêu của quá trình làm việc với nhau. Và cái người mà và cái này là bạn thực sự phải rất là hiểu cái phong cách của mình ấy. Mình thích làm việc với một người mà có xu hướng rõ ràng hay là có cấu trúc, hay là mình thích là kiểu mây trời cũng được lắng nghe chia sẻ, bởi vì thực sự nó là phong cách khác nhau và thực sự nó đem đến những hiệu ứng khác nhau. Đó, thế nên là bọn mình càng rõ về cái nguồn lực của mình này và cái phong cách giao tiếp hoặc là cái người mà mình nghĩ rằng là mình có thể phù hợp, thì chị nghĩ là mình càng có khả năng cao để đôi bên làm việc với nhau hiệu quả. Bởi vì thực sự để đến hiệu quả nó cần một tiến trình dài, chứ 1-2 buổi nó sẽ không ra. Nên đôi khi các bạn mới thử một chút thì chị thực sự gợi ý là mọi người cân nhắc để nhìn lại tất cả những điểm mà chị vừa mới nói về mình để quyết định là mình có đi tiếp hay không với một nhà tham vấn hoặc trị liệu, hoặc mình đổi sang một người khác. Và một cái ý mà chị nghĩ là chị rất là muốn gửi đấy, đấy là nếu thực sự bọn mình ưu tiên sức khỏe tâm lý của mình thì chị mong rằng là mọi người không bỏ cuộc trên cái hành trình mà mọi người đi tìm một người phù hợp. Bởi vì rất là nhiều người, lúc nãy các bạn cũng có nhắc tới là rất là nhiều người khi mà nghĩ đến tụi mình tìm bác sĩ tâm lý thì mọi người lại tìm đến một dịch vụ khám tư của bên bác sĩ tâm thần. Vì thế mọi người, thực ra cái mọi người đang tìm kiếm là được lắng nghe, được chia sẻ, được tường tỏ những cái thứ mà đang khiến cho mình rối loạn lên đây này. Thì bên tâm thần thì họ không tiếp cận như vậy. Thế và rất là nhiều người kiểu thất vọng luôn và nghĩ rằng là ôi, bác sĩ tâm lý Việt Nam là như thế này à. Nhưng trên thực tế thì không, người làm tâm lý thì vẫn còn, những người làm tâm lý và những người làm tâm thần vẫn có những chức năng rất là tuyệt vời của bên tâm thần. Thế và tương tự như vậy, mình có thể thử, giống như lúc ấy Trang có nhắc là Trang đã thử một vài người khác nhau cho đến khi mình tìm được người phù hợp. Thì đấy cũng là một điểm mà chị nghĩ là chị rất là muốn mọi người theo đuổi cái thứ mà mình đặt ra, là mình thực sự coi trọng cái sức khỏe tâm lý của mình và mình cũng coi trọng cái tiến trình phát triển của mình. Vì thế cho nên mình hãy coi cái nhà tham vấn trị liệu như nguồn lực ấy, và mình sẽ nắm lấy.
và sẽ thử kiểm chứng nó. Ngoài ra còn một cái quan trọng nữa là họ có sống ở gần mình hay không, đúng không? Mình nếu mà mình đang muốn tìm một nhà trị liệu gặp trực tiếp chẳng hạn thì và quanh mình thì lại không có ai, thì liệu mình có sẵn sàng gặp một nhà trị liệu online không, đúng không? Vậy theo chị thì đối với việc trị liệu nghệ thuật thì trị liệu online có phải là một giải pháp phù hợp không ạ? Chị 90% công việc của chị là online, thế nên là chị nghĩ là đến bây giờ sau 2 năm chị vẫn làm được, thì chị đoán là và nó vẫn có những cái kết quả tích cực, thì chị nghĩ là nó có phù hợp. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nó không phải dành cho tất cả mọi người, và không cần phải nó phải là trị liệu nghệ thuật, có thể thậm chí là trị liệu truyền thống thôi, tức là bằng phương pháp nói chuyện thôi, thì có rất nhiều người đã có thể là không phản ứng tích cực với cái phương pháp đấy, đúng không? Có thể là với cái vấn đề cụ thể nào đấy thì họ cần gặp một ai đấy trực tiếp thì nó sẽ dễ dàng hơn, hoặc là cái việc trị liệu nó hiệu quả hơn chẳng hạn nhé. Bằng cấp trong nước hay ngoài nước theo tôi nghĩ không quan trọng. Nhưng nếu là một người bằng cấp ở trong nước mà có được trình độ tiếng Anh rất là giỏi để có thể tự nghiên cứu, học hỏi thêm để có thì tôi nghĩ tôi sẽ tin cậy hơn, cá nhân tôi sẽ tin cậy hơn những người mà không có trình độ ngoại ngữ. Cái việc mà học hỏi nghiên cứu thêm họ sẽ bị rất là giới hạn. Cảm thấy có thể tin tưởng người này được. Không, họ không có một cái nỗ lực để áp đặt một cái quan niệm nào riêng của họ đối với mình chẳng hạn. Và cái điều này rất là đặc biệt đối với các bạn trẻ, tại vì đó các bạn trẻ sẽ bị cái tình trạng đó là đôi khi các bạn gặp những cái khó khăn trong quan hệ với bố mẹ gia đình, hay là thậm chí các bạn lớn hơn có thể gặp khó khăn trong cái quan hệ với vợ hay với chồng mình. Thì có những cái nhà tham vấn trong ngoặc kép chưa nghe rõ câu chuyện đã chăm chấm, nghĩa là hàn gắn vết thương gia đình cũng trong ngoặc kép, và đưa ra những chữ như chữ hiếu, à con phải hiếu thảo với bố mẹ đi, rồi vân vân, rồi phải hay là thôi thì hai vợ chồng tiếp tục sống với nhau đi, rồi vân vân. Thì thưa đó không phải là những nhà tham vấn thân thiện. Cái vấn đề nhà tham vấn chỉ giúp cho chúng ta điều gì? Chúng ta hiểu rõ mình, hiểu rõ vấn đề của mình, hiểu rõ tâm thức của mình hơn, hiểu rõ cảm xúc của mình hơn, để mà mình có thể chọn cái hành vi và giải pháp thích ứng nhất trong cái tình huống cụ thể nhất. Có một cái này tôi muốn điểm thêm một chút. Có những người rất là giỏi, tuy nhiên nếu họ không thấy toàn bộ cái tiến trình và sử dụng một cái phương pháp nó chu đáo hơn thì nó cũng sẽ gây ra một cái số tác hại. Chẳng hạn như đó, nếu mà một cái đứa trẻ của bạn trẻ đang bị trầm cảm vì những cái chấn thương tâm lý bởi cái việc bạo hành do cha mẹ gây ra đối với bạn trẻ đó trong một thời gian dài, thì khi mà tham vấn không khéo thì các bạn đó sẽ bị lọt vào trong một cái giai đoạn gọi là giận dữ. Chúng ta dễ hiểu ở đây đó là bạn đó đang ở trong cái gọi là phần lưng của polyvagal, dây thần kinh phế vị, tức là thu rút, gục đầu xuống, chán nản, thụ động, trầm cảm, vân vân. Bây giờ khi bị kích hoạt, các bạn nó sẽ chuyển qua chiến, tức là depression nó có thể chuyển qua anger. Và cái giai đoạn anger này, nó giận dữ này có thể kéo dài. Thì nếu mà nhà tham vấn mà không biết cách đó, mà khéo léo để hỗ trợ cho thân chủ của mình vượt qua giai đoạn anger ngắn nhất, thì sẽ rơi vào cái tình trạng đó là gây những cái bất hòa mâu thuẫn rất là lớn giữa đứa trẻ và gia đình. Và bố mẹ phải chịu đựng nhiều khi là như vậy, để đựng cái sự giận dữ của con khi nó hết trầm cảm, nó biết, nó nhớ lại, nó hiểu được những cái bố mẹ đã làm và nó cho đó là bạo hành, thì nó quay trở lại tấn công bố mẹ. Thì khi đó là mình gián tiếp gây ra, hay là có thể trực tiếp gây ra cái gọi là khổ đau trong gia đình đó bởi vì mình làm như vậy. Cho nên làm sao để chuyển từ cái trạng thái của đứa trẻ đang trầm cảm, thụ động, nhẫn nhục, nuốt vào những cái bạo hành, làm sao nó chuyển qua, lướt qua cái giai đoạn
chuyển biến của cái hệ thần kinh giao cảm đến thẳng vào trong cái phần bụng của hệ thần kinh phế vị để đi vào thực sự parasympathetic nervous system, mà nó thư thả, tức là hệ thần kinh đối giao cảm, cái nhánh kia của hệ thần kinh đối giao cảm, để có thể bình an thư thái và quan hệ cởi mở đối với bố mẹ. Điều đó không dễ. Về nguyên lý thì hiểu, nhưng mà chúng ta điều trị nó không dễ, và đòi hỏi cái sự khéo léo và đặc biệt là cái từ tâm của những nhà tham vấn tâm lý. Vì những nhà tham vấn tâm lý mà không biết thì sẽ chỉ kích hoạt đẩy con người ta qua cái giai đoạn tức giận của cái chiến mà biến hay biến mà thôi, chứ không được. Còn nếu mà đi vào mình chỉ khuyên là con phải nhẫn nhục, con phải nói chuyện với bố mẹ mở lòng ra, thì càng đẩy đứa trẻ, giữ đứa trẻ ở trong cái gọi là cái nhánh lưng của dây thần kinh phế vị, hệ thần kinh đối tượng, tức là thu rút, co rút trở lại, thì cũng không giải quyết vấn đề đó. Thì tôi nói cái vấn đề đó nó hơi tế nhị, và tôi biết là có thể có một số bạn chuyên viên tham vấn mới vào nghề có thể nghe chương trình này, tôi muốn chia sẻ từ đó để các bạn có tự nghiên cứu thêm. Và quý vị, các bạn cũng đừng nghĩ rằng vào mà nghe một cái chuyên viên tham vấn mà khích động mình để mình căm thù, bắn ghét cha mẹ, và mình thoát ra được cái trầm cảm để mình trở thành một dục sĩ, một warrior để chống đối lại những áp bức là tốt đâu. Thật sự nó cũng nguy hiểm không kém, và các bạn sẽ sống triền miên trong cái cơn giận dữ đó. Tôi đã có một thân chủng như vậy, và hiện nay tôi đang biết là có một cái thân, một em bé đang bị một cái cặp tự nhận là chuyên gia tham vấn mà thật sự không có bằng cấp gì hết, chỉ là hỗ trợ tinh thần, nhưng cũng dùng những cái kiến thức tâm lý lượn lặt để mà làm như vậy. Và đứa trẻ bây giờ nó đang rất là oán giận bố mẹ, khinh bỉ bố mẹ này nọ, thì cái đó rất là tệ hại. Rồi, cảm ơn em. Vâng, vậy theo em hiểu là phần bụng và phần lưng của dây thần kinh phế vị mà thầy vừa nói, có thể hiểu một cách đơn giản, đấy là khi mình sống ở trong một gia đình Việt Nam, một gia đình truyền thống, thì mình sẽ luôn bị áp đặt bởi cha mẹ, mình sẽ bị dồn nén bởi những yếu tố xã hội khác nhau, và khi ấy thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái hoạt động là trạng thái lưng của dây thần kinh phế vị. Có thể hiểu đơn giản là khi đấy mình sẽ thu rút, và mình không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, hay là mình thì không biết là em hiểu có thể có đúng không ạ, tại vì thầy có nhắc đến khái niệm. Em hiểu đúng nhưng mà đơn giản quá. Vâng. Em hiểu đúng nhưng mà đơn giản quá. Và thứ nhất đó, những cái xảy ra đối với mình nó còn tùy thuộc sự diễn giải của mình đối với vấn đề đó. Vâng. Tại vì em muốn tùy thuộc sự diễn giải. Ví dụ như em đang thích cắt tóc ngắn, mà về bố mẹ em nói tóc dài quá, dơ quá đi, nóng mùa hè con đi cắt tóc đi, em sẽ rất là hăng hái vui vẻ đi cắt tóc, đúng không ạ? Còn bây giờ em thích để tóc dài, bố mẹ nói như vậy, em sẽ nổi giận, em sẽ tức mình, em sẽ làm mình làm mẩy này nọ vân vân. Cho nên nó tùy thuộc cái nhận thức của em, mà cái nhận thức của em thì nó hàng trăm thứ ở trong đó, nó bởi vì em điều kiện hóa, em học từ xã hội, em nhớ Albert Bandura. Em có thể thấy là mấy đứa tóc dài hoặc là tóc ngắn hoặc là sơn màu móng tay theo kiểu goth vân vân là được bạn bè khen tán thưởng trầm trồ, em muốn làm theo. Khi em gặp cái nghịch lại em trở nên tức giận, nhưng mà nếu cái điều đó nó là trùng hợp với cái lời yêu cầu của bố mẹ thì em là bình thường. Cho nên nhưng mà bố mẹ thì cũng có vấn đề trong đó, thí dụ như bố mẹ có thể yêu cầu mà con nó nói rằng là ồ con không muốn đâu, tại con thấy cái này đẹp hơn, thì bố mẹ có thể nói ồ bố mẹ thấy kia đẹp hơn, thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau xem, còn bố mẹ cũng muốn tìm hiểu con, muốn hiểu biết con suy nghĩ sao là đẹp. Sau khi hai nói chuyện, cả hai đi đến một cái tương nhượng nữa, hoặc là người mẹ cũng có thể nói ồ thế vậy con cứ tiếp tục để tóc dài đi, không hay là cắt tóc ngắn đi, không sao cả. Thì như vậy mâu thuẫn đâu có xảy ra. Như thầy em cũng biết là thầy nói hay thường nói sự khác biệt có nhưng không nhất thiết dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn có thể có nhưng không nhất thiết dẫn đến xung đột. Nó tùy thái độ của mình và tùy cái kia mà thôi. Cho nên nếu các bị khi mà mình gặp một cái xung đột mà mình bỏ chạy
thì có thể dẫn tới cái mà em gọi là phần lưng của dây thần kinh phế vị, tức là đi vào co rút, im lặng, trốn tránh. Nếu các em cảm thấy tức giận và chiến đấu bằng cách la hét, chửi bới, khóc lóc, ầm ĩ, thì cái đó em đang dùng cái dây thần kinh, cái phần hệ thần kinh gọi là giao cảm, nó đang bị kích hoạt vậy thôi. Và cái đó cũng không phải là hành động ý thức, nó là một cái tập quán từ nhỏ, nó liên quan tới tính khí của em từ nhỏ nữa. Cho nên nó cũng không phải là có cái phản ứng đó này, phản ứng đó kia, họ đâu có chọn đối phản ứng đó, nó do chính họ đã điều khiển hóa ngay từ lúc nhỏ, ngay từ lúc mà sinh ra. Mỗi lúc thí dụ khóc, bố mẹ ép vào đít nài, biểu im, không có khóc, dần dần các em sẽ tạo cái tình trạng đó. Đứa trẻ mỗi lần nó có một cái xung động nào đó về cảm xúc, nó tự động nó ức chế nó. Và khi tự động ức chế như vậy đó, hay là vô thức ức chế, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là thu rút, và hệ thống thần kinh đối giao cảm, cái nhánh lưng của thần kinh phế vị, nó sẽ kích hoạt thôi.